Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU rộng cửa ký Harry Kane mua Messi mới. Bruno Fernandes là khác biệt của MU. Chắc chắn bộ đôi 230 triệu muốn đến MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU rộng cửa ký Harry Kane mua Messi mới. Tờ Miros cho hay. MU nhận nhiều tin vui liên quan đến mục tiêu số 1 cho hàng công và Harry Kane. Đầu tiên, chân sút Tottenham được cho là đã nói với bạn bè rằng sẽ không ký hợp đồng mới với đội bóng London. Thứ hai, Bayern Munich quyết định không tham gia vào cuộc đua giành đội trưởng Tam Sư. Một đội bóng khác được liên hệ với Kane là Real cũng tỏ ra không còn mặn mà với thương vụ. Thay vì chi tiền cho một tiền đạo sắp 30 tuổi, Lut Blancourt hướng tới mục tiêu trẻ hơn như Mbappe hay Haaland. Chủ tịch Daniel Levy quyết không bán Harry cho đối thủ ngoại hạng Anh và vẫn giữ giá 100 triệu bằng. Tuy nhiên, ông có thể buộc phải để tiền đạo này ra đi nếu MU trồng đủ khoản tiền này. Thợ thận của Harry với Tottenham còn hạn đến hè năm sau và đôi bên vẫn chưa có tiến triển trong đàm phán. Chưa rút số 9 sẽ 30 tuổi vào mùa hè này và anh vẫn chưa có danh hiệu nào trong tay. Nguồn trên cung cấp thêm, Ý định của Harry là ở lại ngoại hạng Anh chơi bóng và nói về khả năng chiến đấu cho danh hiệu, Erik ten Hag cùng MU có thể đảm bảo với anh điều đó khi họ sẽ tăng cường thêm sức mạnh ở chuyển nhượng mùa hè. Bên cạnh đó, các quan chức MU đang làm mọi cách để giành chữ ký của Claudio Echeverry, viên ngọc mới của River Plate và bóng đá Argentina. Echeverry đang thi đấu nổi bật cùng với U17 Argentina tại giải vô địch U17 Nam Mỹ tổ chức tại Ecuador, nơi anh ghi 3 bàn thắng và có 3 kiến tạo cầu thủ sinh tháng riêng năm 2006 có nhiều nét tương đồng Lionel Messi. Echeverry với biệt danh quỷ nhỏ cũng xem đội trưởng đội tuyển Argentina là thần tượng. MU cùng với các câu lạc bộ như Real Madrid, Man City, PSG, Barca đều cử tuyển trạch viên sang Ecuador để theo dõi màn trình diễn của Echeverry. River Plate không muốn để Echeverry ra đi dễ dàng, River Plate đang tìm cách thuyết phục viên ngọc của mình ký vào hợp đồng mới, trong đó có điều khoản nâng mức và vỡ hợp đồng từ 20 lên 50 triệu euro. MU ra giá bán McTominay, Juve muốn có Matean. Theo nguồn tin từ tàu Sport, nếu muốn chiêu mộ McTominay, Newcastle hay bất kỳ đội bóng nào khác phải trồng lên bàn đàm phán 50 triệu bằng, đúng như yêu cầu của MU đưa ra. Với việc McTominay vẫn còn hợp đồng cho đến năm 2025, Quỷ đỏ tin rằng họ hoàn toàn có thể kiếm được một khoản kinh phí lớn từ việc bán cầu thủ người Scotland. Đáng chú ý McTominay muốn ra đi nếu quỷ đỏ tiếp tục mang về một tiền vệ khác trong hè 2023. Bên cạnh đó, đại diện CDA được loan báo rất muốn ký hợp đồng với chân rút MU ở chuyển nhượng hè này. Người sao 27 tuổi dù được Eric Ten Hag yêu thích và kỳ vọng rất nhiều, nhưng chỉ có 17 lần ra sân cho MU ở mọi đấu trường mùa này do gặp vấn đề chấn thương và thể lực dù vậy thì matian vẫn kịp để lại dấu ấn với 7 bàn thắng và hai pha kiến tạo nhưng cũng bởi không đảm bảo sự sung mãn xuyên suốt cần có eric Hag quyết định matian sẽ nằm trong số những cầu thủ mu ra đi vào mùa hè để giảm ngân sách và dọn chỗ cho người mới đến juventus đánh giá cao matian là sự thay thế cho vlahovic người nhiều khả năng rời turin vào cuối mùa mu nhận thông tin choáng váng trước trận gặp sevilla mới nhất đã có những cập nhật liên quan tới vấn đề mà dafod đang gặp phải theo nguồn tin từ giờ săn, chân suất này sẽ được tiến hành đội ngũ y tế của MU kiểm tra cụ thể chấn thương vào ngày hôm nay trước khi có quyết định chính thức về thời gian nghỉ thi đấu. Do vậy, khả năng cao Radford sẽ bỏ lỡ trận tứ kết lượt đi cặp Sevilla trên sân nhà. Đây thực sự là thông tin khiến cổ động viên quỷ đỏ chóng vắng. Bởi lẽ, cầu thủ người Anh đang sở hữu phong độ rất cao, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn của quỷ đỏ ở mùa giải năm nay. Trải qua 47 màn so tài trên mọi đấu trường, Rafford đóng góp tới 28 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo. Thành tích ấn tượng mà chân rút 25 tuổi thể hiện giúp quỷ đỏ vô địch Carabao Cup tiến đến tứ kết sân chơi châu lục, bán kết FA Cup đồng thời duy trì vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh. Nếu thiểu vắng Rafford, đó thực sự là tổn thất lớn, đồng thời khiến cho Eric Ten Hag phải rất đau đầu khi hàng công MU mất đi cái tên thiếu tính đột biến cao và có thừa tốc độ. Trong trường hợp cầu thủ người Anh không thể ra sân, Martian nhiều khả năng là cái tên thay thế. Khi đó, chân sút này sẽ được bố trí chơi cao nhất trên hàng công và hỗ trợ hai bên lần lượt gồm Sancho cùng Anthony. Đương nhiên, với việc được chơi trên sân nhà, mẫu hướng đến kết quả ấn tượng, qua đó tạo ra lợi thế trước khi hành quân đến đất Tây Ban Nha tại lượt về. Vừa trở lại, Casimiro nguy cơ tiếp tục bị treo giò. Theo Manchester Evening News, Casimiro hoàn toàn có thể bị treo giò lần thứ tư ở mùa giải năm nay, Tổng cộng 3 án treo giò khiến Casemiro ngồi ngoài tới 8 trận trong năm 2023. Tuy nhiên, tình hình có thể tệ hơn nữa. Cụ thể, nếu nhận thẻ vàng khi MU tiếp đón Sevilla ở lượt đi tứ kết Europa League, Casemiro sẽ bị treo giò trận lượt về. Bruno Fernandes cũng chịu chung số phận với Casemiro, lý do là bộ đôi này đã nhận hai thẻ vàng từ đầu mùa. Tấm thẻ vàng thứ tư sẽ khiến Fernandes và Casemiro bị cấm thi đấu trận tiếp theo. UEFA chỉ xóa thẻ từ vòng bán kết trở đi. Mùa này Lisandro Martinez là cầu thủ đầu tiên của MU bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng ở Europa League, đó là khi anh không thể ra sân đối đầu Bắc xa ở lượt đi vòng loại Europa League. Với Casemiro, anh đã hoàn thành xong án treo giò 4 trận và đủ điều kiện trở lại thi đấu ở các giải quốc nội. Bruno Fernandes chính là sự khác biệt của MU. Thứ bóng đá hay nhất của quỷ đỏ mùa này đến với bộ ba tiền vệ Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes. Dù sao họ đã thống trị hai trận đấu gần đây với sự hiện diện của Fernandes mà thôi. Cầu thủ 28 tuổi này đã gây ấn tượng ở giữa tuần với vị trí tiền vệ lùi sâu hơn và lại có màn trình diễn trói sáng vừa qua dù không được chơi ở vị trí sở trường. Ở vị trí tiền vệ tấn công, Fernandes có thể chấp nhận rủi ro để tung ra những đường truyền chết người, nhưng anh cũng rất thoải mái với trách nhiệm ở vị trí lùi sâu hơn. Đòi hỏi sự điểm tính và chắc chắn hơn trong lối chơi. Trước Everton, cựu thủ quân Sporting Lisbon điều khiển lối chơi toàn đội ở vị trí mỏ neo bằng những đường chuyền đột phá, anh cũng biết cách dâng cao đúng lúc và hỗ trợ tấn công bất cứ khi nào cần thiết. Quan trọng nhất, Fernandez cũng làm được những điều cơ bản về phòng ngự và đặc biệt nổi bật trong hiệp 1 khi có các pha tắc bóng hoàn hảo để kết thúc một đợt tấn công của Everton. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là người hùng thầm lặng của MU mùa này chơi 47 trong số 49 trận có thể và chơi ở nhiều vị trí khác nhau để phù hợp với đòi hỏi của Ten Hag. Fernandez vẫn bị cho là tốn bóng, thiếu ổn định, khiến lối chơi của quỷ đỏ thiếu cân bằng. Nhưng giờ đây anh đã mang lại sự cân bằng hơn rất nhiều cho đội bóng. Cũng cần lưu ý rằng Fernandez đã có 10 bàn thắng và 12 pha kiến tạo ở mùa giải này. Và những con số đó có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu phía trước anh là một trung phong đáng tin cậy hơn để làm nên khác biệt ở một phần ba phần sân đối phương Mỗi lần ra sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha đều chứng minh giá trị to lớn của mình bằng khả năng làm việc không biết mệt mỏi. Bây giờ, quyết định quan trọng của Ten Hag là Fernandes sẽ chơi ở đâu trong phần còn lại của chiến dịch. Anh có thể tạo ra mối đe dọa tấn công để tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tấn công sở trường, nhưng cũng thể hiện những phẩm chất để trở thành một tiền vệ lùi sâu về lâu dài, giống Luka Modric. Động lực to lớn cho MU là Fernandes luôn sẵn sàng chơi ở bất cứ nơi nào mà Ten Hag yêu cầu, và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với sự xuất sắc của Fernandez, vị chiến lược gia người Hà Lan đang có một cơn đau đầu dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!